Cô thân mến, chào mừng các em đã đến với môn ngữ văn chương trình mới trung học cơ sở. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em đi đọc hiểu văn bản Con trà màu của tác giả Mai Văn Phấn với thuộc bài 3 với chủ điểm yêu thương và chia sẻ. Ở bài này, cô sẽ giúp các em chúng ta phát huy năng lực đọc hiểu văn bản thơ và sẽ giúp các em mở rộng này, bổ sung thêm kiến thức về chủ điểm yêu thương và chia sẻ. Các em ạ, trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không chỉ là tình yêu thương giữa con người với con người, mà còn bao gồm cả tình yêu thương là sự trân trọng của con người với các loài vật, với vẻ đẹp của tự nhiên. Và con vật, loài vật chính là một phần trong tự nhiên, vì thế chúng ta cần yêu thương và bảo vệ chúng. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tình yêu thiên nhiên thông qua văn bản Con trà màu của tác giả Mai Văn Phấn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một vài nét về tác giả và tác phẩm. Tác giả Mai Văn Phấn, sinh năm 1955, quê quán ở Ninh Bình. Ông là một nhà thơ, là một nhà viết tiểu luận phê bình văn học. Tác giả Mai Văn Phấn với đặc điểm thơ có đề tài phong phú, nội dung và nghệ thuật có những cách tân. Một số bài thơ được dịch ra nhiều thứ tiếng. Một số tác phẩm thơ nổi tiếng như Giọt nắng, xuất bản năm 1992, tác phẩm Trường ca, Người cùng thời, xuất bản năm 1999, và thể loại thơ song ngữ với tác phẩm Bầu trời không mái che. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tác phẩm. Phần đầu tiên chính là xuất xứ. Tác phẩm thơ Con trà màu được trích từ tập Bầu trời không mái che với thể thơ là thể thơ tự do, rất là tự nhiên và phóng khoáng. Tìm hiểu về bố cục của bài thơ. Bài thơ của chúng ta được chia làm 3 phần chính. Phần 1 chính là khổ 1, các em chú ý vào sách giáo khoa trang 75. Đó chính là 3 câu thơ đầu tiên với nội dung là hình ảnh con trà màu trong thực tế. Phần thứ 2 là tiếp 3 khổ thơ 2, 3, 4. Đó chính là cảm xúc, là suy nghĩ của nhân vật tôi. Phần thứ 3 đó chính là khổ thơ còn lại, là hình ảnh trà màu được nhân vật tôi lưu giữ trong ký ức. Bây giờ, cô cùng các em chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ văn bản nhé. Phần 1 nhỏ, hình ảnh con trà màu và tiếng hót. Quan sát trong sách giáo khoa, thơ đầu tiên, các em có thể thấy con trà màu đốm trắng, mũi đỏ, hót trên cây cao, chót vót, chiu uýt uýt tu hìu. Ở đây, hình ảnh con trà màu hiện lên với màu sắc trắng và đỏ, thể hiện một sự tươi rỡ, rực rỡ và tươi tắn, với âm thanh của tiếng hót rất là trong trẻo, ngân vang và thánh thót. Ngân dài trong thiên nhiên. Khung cảnh thiên nhiên ở đây là với cây cao chót vót, rất là rộng lớn, thoáng đãng và mướt xanh. Hình ảnh chú chim trà màu với những chiếc lông có đốm trắng, cái màu đỏ rực, đang say sưa hót líu lo trên cành cao. Đây là một hình ảnh yên bình, xanh mướt của làng quê Việt Nam, một thiên nhiên rất là trong lành mà ai cũng muốn hòa mình vào nó để thưởng thức cuộc sống, âm vị của cuộc sống, rất là an nhàn và thư thái. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi đến phần 2 nhỏ, đó chính là cảm xúc của nhân vật tôi về tiếng chim trà màu. Ở đây, các em hãy nêu những ý nghĩ, những cảm xúc của nhân vật tôi khi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ. Tiếng chim thoáng qua và nhân vật tôi đã có ý nghĩ là nhanh chóng vẽ chiếc lồng cho con trà màu, với ước muốn là giam cầm con chim, không muốn con chim bay mất mà phải song sự kiểm soát của mình, muốn độc chiếm vẻ đẹp của thiên nhiên, khao khát giữ lại tiếng chim. Đó chính là tiếng chim, là hương sắc của cuộc đời. Câu thơ này cho thấy tác giả khao khát mở rộng chiếc lồng. Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ sợ chim bay đi của tác giả thành không gian bất tận, muốn để tâm hồn mình bao trùm cả thiên nhiên rộng lớn cho con trà màu khoe sắc và cất tiếng hát tự do. Ở câu thơ tiếp theo, chúng ta sẽ thấy một sự rượt đuổi giữa nhân vật tôi và chim trà màu. Vừa vẽ xong nó cất cánh, tôi ôm khung nắng, khung gió, nhành cây xanh hối hả đuổi theo. Nhân vật tôi ở đây vừa vẽ xong thì trà màu lại vụt cánh bay đi. Tôi ôm khung nắng, khung gió và nhành cây. Tôi hối hả nhanh chóng gấp gáp lo sợ. Tôi có một khát khao mở rộng chiếc lồng chim thành bất tận để tâm hồn mình bao trùm cả thiên nhiên vũ trụ rộng lớn trong cái không gian vô tăm vô tích, không biết là con chim nó đã đi đâu, bay về đâu.
với hành động nghĩ của tôi, những hành động của con trà mào. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ thấy nhân vật tôi có ước muốn giam cầm chim này, nhưng mà con chim lại bay đi. Nhân vật rất là ngạc nhiên, rất là hối hả rượt đuổi theo. Khi con chim đã chìm vào vô tâm tích, nhân vật tôi đã hình dung rằng con trà mào đang mổ những con sâu, những trái cây chín đỏ, những giọt nước thanh sạch của tôi. Đó là những món quà trục lỗi của tôi khi nhận ra rằng con chim trà mào mình yêu quý sẽ chỉ hạnh phúc trong cuộc sống nếu nó được tự do và được bay lượn trong thiên nhiên. Nhân vật tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ở khổ 5, chúng ta sẽ lưu ý tiếng hót. Câu đây là một câu thơ đặc biệt ghi lại âm thanh của tiếng chim. Đó là âm thanh, là tâm hồn của một người yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên. Dòng thơ Chiu Huyết Huyết Tu Hiu được lặp lại hai lần trong bài thơ. Đó là một sự nhấn mạnh, sự lặp lại tạo nên kết cấu tương ứng cho bài thơ. Mỗi chuỗi âm thanh được nhắc lại trọn vẹn như từng tiếng hát cất lên đầu, nhưng bạn đọc lại cảm nhận rằng con trà mào đi qua một hành trình từ đơn lẻ tới hòa nhập, từ âm vực có phần lạnh lót, trói gắt đến phối bè vang vọng. Tiếng chim hót nghe sao mà êm ái, nghe sao mà vang vọng trong tâm hồn của nhân vật tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 nhỏ là những thay đổi của nhân vật tôi. Vì sao lúc đầu nhân vật tôi lại sợ chim bay đi, nhưng kết thúc lại khẳng định chẳng cần chim lại bay về, tiếng hót ấy giờ tôi đã nghe rất rõ. Lời khẳng định hai câu thơ cuối cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật tôi dành cho thiên nhiên. So sánh giữa lúc đầu với lúc sau, trong cảm thức, trong suy nghĩ của nhân vật tôi, lúc đầu thì nhân vật tôi thấy tiếng chim, thấy con trà mào thì đã vội vẽ lồng chim rất là đẹp, sợ chim bay đi. Nhân vật tôi rất là yêu chim và say mê hát. Nhân vật muốn được độc chiếm con chim, nhưng sau đó thì lại chẳng cần chim bay về. Nhân tuy rất yêu thích tiếng chim, và nhân vật tôi đã hiểu ra rằng con trà mào được sống tự do sẽ là một phần của thiên nhiên tươi đẹp. Bởi nhân vật tôi đã biết yêu thiên nhiên bằng cả sự tôn trọng, không còn là sự độc chiếm ích kỷ. Tình yêu khiến cho ở bất kỳ đâu thì cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Như vậy, chúng ta đã cùng đi tìm hiểu được những được hình ảnh con trà mào này, tiếng hót con trà mào này, cảm nghĩ của nhân vật tôi khi cảm nhận được tiếng hót con trà mào, và những thay đổi của nhân vật tôi sau khi đã không độc chiếm được con chim, đã nhận ra rằng trong cuộc sống, trong tự nhiên, những con vật trong thiên nhiên sẽ chỉ được hạnh phúc, chỉ được sống nếu như nó được sống trong cuộc sống của chính nó, không bị giam cầm này, không bị con người săn đuổi, thì những con vật đó mới có thể có cuộc sống hạnh phúc được. Và chúng ta thấy hai câu kết cho rằng con trà mào đã bay đi xa, trở về với thiên nhiên rộng lớn, với thế giới tự do hồn nhiên của nó. Tác giả viết rằng chẳng cần chim bay lại, bởi ông đã cảm thấy đủ, thấy trọn vẹn một tình yêu thiên nhiên tuyệt đẹp trong cõi tâm hồn mình. Câu thơ đa nghĩa cho thấy nhà thơ đang tràn đầy hạnh phúc, mong cho con trà mào bay xa, bay cao hơn, nhưng cũng gợn một chút buồn nuối tiếc nhỏ. Chúng mình sẽ cùng đi đến với phần tổng kết về nội dung và nghệ thuật của bài thơ để xem tác giả đã sử dụng những cái biện pháp tu từ gì đặc sắc để làm nên nét nội dung tiêu biểu cho bài thơ. Ở đây, phần nghệ thuật, tác giả đã viết theo thể thơ tự do, phối hợp với mạch cảm xúc, mạch tâm trạng của nhân vật tôi. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ, nhấn mạnh chân dung vẻ đẹp thiên nhiên và cảm xúc của chủ thể sự tình, nhấn mạnh tiếng hót của con chim trà mào. Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của chú chim trà mào, từ đó thấy được vẻ đẹp thiên nhiên và tình yêu của con người đối với thiên nhiên. Trong cuộc sống, chúng ta không nên đi săn đuổi, săn bắt những con chim, những con vật về để nuôi giữ, để giam cầm, bởi vì chúng không được sống tự do, không sống theo cuộc sống của chúng, thì chúng sẽ không có hạnh phúc, và chúng ta phải bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với thiên nhiên.
bảo tồn những con vật, những tài sản của thiên nhiên thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên tươi đẹp, càng trở nên rực rỡ, có nhiều màu sắc hơn. Con chim trà mào tuy đã bay đi rồi, nhưng nhân vật tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng chim hót. Trong ký ức của em hãy thử miêu tả về hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được lưu giữ trong ký ức của em khi em đọc văn bản này. Như vậy, chúng ta đã vừa đi tìm hiểu văn bản Con trà mào của tác giả Mai Văn Phấn, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 75. Cô chúc các em học tốt, các em hãy bấm like, share, follow để theo dõi các bài giảng tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.